Coi bộ Cô ta cũng rộng rãi với phi công trẻ quá ha Có chuyện gì nói nhỏ giùm Đây là phòng khám mà Chiếc đầm da của cậu á Không chịu nghe điện thoại của tôi Cho nên tôi mới tới đây Cũng may Cũng may mà tôi tới đây Để biết được cái ổ của con chuồng chuồng ổ ấm coi bộ cũng sang trọng ghê ha thôi ừ, thôi được rồi tôi sẽ nói lại với phương anh và cô ấy sẽ gọi điện thoại cho anh kêu con đầm già của ông á nạp vào tài khoản của tôi 200 triệu nhớ đó còn không á tôi chở thằng chồng già của cổ tới đây khám bệnh cho vui nè tôi ngứa miệng lắm rồi chắc à, cái bí mật đó không diễn lâu được đâu rồi thôi tôi nhớ rồi anh à, đi về đi <laughs> biết điều chưa ông á có phải dễ thương không <laughs> <laughs> bệnh ghê ha <laughs> coi bộ công bộ của tôi á cũng biết lựa hàng ghê đó chứ <laughs> Nhân ở đây rồi Thì đừng để mấy chuyện không vui trong đầu nữa Phải tươi tỉnh lên chứ Phương Anh đã chuyển khoản cho thằng đó chưa Còn lâu mới chuyển cho nó Cái thằng đó Mà nó mà còn tống tiền Phương Anh nữa Thì Phương Anh gọi công an đó Phương Anh làm vậy không lợi lộc gì đâu Nó đang nắm điểm yếu của mình mà Nhưng mà Phương Anh không thể nào cung phụng cho nó hoài được tiền chứ có phải là giấy đâu mà nó cứ đòi hoài Bây giờ còn cách nào khác đâu Nhân không muốn nó tới phòng khám Nó quậy rồi bệnh nhân đi hết Mình mới là người chết đó Sao nhà không biết kêu người Tống cổ nó ra khỏi bệnh viện đi Mà kế hoạch của Phương Anh tới đâu rồi Thôi đi Đừng có hỏi cái chuyện đó nữa Nghĩ tới là điên tiếc à phải công nhận con nhỏ nó lì thiệt á Mà phải chi nhân cẩn thận chút Đừng có để nó biết Tại Phương Anh chứ ai Đã nói rồi Mình cứ ra khách sạn đi Phương Anh cứ kêu nhân qua nhà Qua nhà bây giờ nó mới biết Mới bể chuyện Bây giờ mà nhân còn đổ thừa nữa hả Có đáng mặt đàn ông không vậy Trời ơi Bây giờ mọi chuyện đang rối như tơ giò Mà Phương Anh cũng thích gây gỗ vậy nữa hả nhân chỉ biết ngồi một chỗ than giảng suốt ngày thôi à vậy bây giờ muốn nhân phải làm gì ừ. thì đi tìm nó đánh cho nó một trận à, dễ quá trời ơi mình đập nó nó không biết đập mình hả chứ lại nó là dân dân hồ nó tới nó quậy phá cái phòng khám rồi sao có kêu công an tới thì mọi chuyện đã rồi vậy chứ ý nhân mình phải làm gì bây giờ nhưng nghĩ chỉ có cách là thương lượng với nó thôi.